Con Duy xin chào các con. Các con ơi, mùa mưa đã đến rồi đó. Và thời tiết trở nên lạnh hơn. Để giữ ấm cho cơ thể của mình, các con nên mặc đồ dài tay và quần dài nha. Ngoài ra, các con cũng có thể mặc thêm áo khoác nữa. Đối với áo khoác của các con, sẽ có loại có dây khóa kéo. Hôm nay cô Ly sẽ hướng dẫn cho các con kỹ năng mở và đóng dây khóa kéo nha. Trước khi chúng ta học kỹ năng đóng mở dây khóa kéo, cô Ly giới thiệu một chút về dây khóa kéo nha. Đây là phần chốt. Đây là đầu dây kéo. Đây là phần chặn dưới. Đây là dây khóa kéo. Và đây là đầu trên. Chúng ta bắt đầu với kỹ năng đóng dây khóa kéo nha. Trước tiên, các con kéo đầu dây kéo sát với phần chốt chặn. Một tay con giữ đầu dây kéo và phần chốt chặn. Một tay con gắn phần chốt vào đầu dây kéo, sao cho phần chốt gắn chặt vào phần chặn dưới. Một tay con giữ phần chặn dưới và phần chốt. Một tay cầm đầu dây khóa kéo, kéo thẳng theo đường dây kéo. Đó là kỹ năng đóng dây khóa kéo. Bây giờ cô Ly sẽ hướng dẫn cho con cách mở dây khóa kéo. Một tay con giữ phần đầu dây kéo. Một tay con nắm phần đầu khóa và kéo thẳng xuống đến phần chặn dưới. Dùng một tay gỡ phần chốt ra khỏi phần đầu dây kéo. Cô Ly sẽ thực hiện lại một lần nữa nhé. Các con chú ý quan sát nha. Mở dây khóa kéo. Cô Ly vừa hướng dẫn cho các con xong kỹ năng đóng và mở dây khóa kéo. Các con nhớ là mình nên giữ ấm cơ thể nha. Chào tạm biệt các con.